Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình với những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi quý vị. nghe sau đây là nội dung chi tiết. Bắt quả tang 9 đối tượng vào vườn sầu riêng đá gà. Một nhóm đối tượng vào vườn sầu riêng tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền thì bị công an bắt quả tang. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, lực lượng cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an huyện Vũng Liêm bắt quả tang một điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp chợ mới, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm. Tổ công tác đã tạm giữ 09 người có liên quan và tang vật, phương tiện gồm 03 con gà, 02 cặp cửa sắt, 05 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 06 điện thoại di động và tổng số tiền 20 triệu 320 nghìn đồng. Vụ việc bàn giao cho công an xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm tra hành chính công an phát hiện hai tên cướp giật tài sản. Đang trên đường dạo tìm con mồi để thực hiện hành vi cướp giật tài sản, hai đối tượng ở Bình Định đã bị công an phát hiện, bắt giữ. Ngày 15 tháng 2, công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Đỗ Bình An, sinh năm 2006, và Nguyễn Thái Dương, sinh năm 2005, cùng ngụ xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, tối ngày 5 tháng 2, Tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an thị xã Hoài Nhơn tuần tra trên quốc lộ một đoạn thuộc phường Hoài Hảo. Thị xã Hoài Nhơn thì phát hiện Đỗ Bình An điều khiển mô tô không biển số, chở theo Nguyễn Thái Dương với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện hai đối tượng này mang một con dao, một dụng cụ trích điện và một biển số xe. Sau khi đưa về trụ sở công an để xác minh, An và Dương khai nhận đã cướp một chiếc điện thoại di động của chị T. T. Đ, sinh năm 1986, ngụ phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tại khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc vào ngày mùng 3 tháng 2, rồi bán lấy tiền chia nhau. Tối ngày mùng 5 tháng 2, An và Dương tiếp tục đến địa bàn thị xã Hoài Nhơn để cướp giật thì bị phát hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.